Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ xin chào tất cả quý anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay, Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ sẽ xin giới thiệu với quý anh chị một chiếc Vios bản limo máy 1.3, xe đã ra tên tư nhân rồi. Và chiếc xe này là màu đen và nguyên bản 100%. Đây là một chiếc xe còn nguyên bản 100%, máy cũng zin 100% quý chị nhé. Chiếc xe này là tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Chiếc xe này đã ra tư nhân rồi. Và chiếc xe này bên em đang bán cái mức giá cho anh chị sử dụng đó là hơn 300 triệu đồng thôi quý chị nhé. Một chiếc xe em cam kết đây là một chiếc xe rất là cứng và rất là đẹp. Rất là cứng và rất là đẹp quý anh chị ạ. Đây là một cái bản limo, nó chỉ có máy là 1.3 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe này là bản limo, là bản thiếu nhưng đã được nâng đủ đồ rồi. Tất cả các xe này đã đầy đủ tất cả các thứ rồi. Ở đây là bao gồm là gì đây? Na răng đúc này, màn hình này, cam lùi này, ghế da này. Vâng, nội thất thì rất là đẹp. Ta có thể quan sát từng chi tiết của chiếc xe. Về cụm đèn hậu thì quý anh chị nhìn thấy được rằng nó còn rất là sáng đúng không ạ? Rất là sáng sau quá trình sử dụng là 5 năm. Dù là xe có là bản limo đi chăng nữa nhưng nó vẫn là một cái chiếc xe rất là ưa chuộng trên thị trường, bởi vì giá cả nó rất là hợp lý, form dáng thì rất là đẹp, và chiếc xe này là chiếc xe khá là xuất sắc. Tất cả mọi chi tiết của chiếc xe này còn như mới, còn rất là chuẩn chỉ luôn quý anh chị nhé. Đấy, còn rất là chuẩn. Và quý anh chị nhìn đây là cốp đít của chiếc xe, một cái cốp khá là rộng. Lốp phụ sơ cua cũng khá là mới. Quý anh chị có thể quan sát là chiếc xe này còn nguyên bản, rất là nguyên bản quý anh chị nhé. Đấy, rất là nguyên bản và đẹp đẽ luôn. Đây là phần cốp. Còn phần nội thất của chiếc xe thì quý anh chị có thể nhìn đây ạ. Về nội thất của chiếc xe thì xe là trang bị nội thất đen, nhìn khá là bắt mắt. Ghế da còn rất là mới. Tắp ly tắp lô của xe còn rất là mới luôn. Đấy, ta quan sát. Với tầm giá chỉ hơn 300 triệu thôi thì đây quả là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý cho quý anh chị. Đấy, tắp ly tắp lô của chiếc xe còn rất mới, trang bị màn hình cam lùi. Đấy, chiếc xe này mới chỉ chạy có mấy vạn, hơn chục vạn thôi. Và cũng khá là hợp lý với một chiếc xe limo. Mà dòng xe này nó rất là bền quý anh chị nhé. Rất là bền, điều hòa cơ này, phanh tay này. Vâng, cực kỳ hợp lý luôn. Phanh tay này. Trần nỉ nguyên bản quý anh chị ạ. Trần nỉ nguyên bản rất là sáng và rất là sạch. Đây quý anh chị nhìn đây ạ. Về cái phần thân vỏ chiếc xe thì quý anh chị nhìn nó rất là căng. Bởi vì ta có thể nhìn đây, một chiếc xe đẹp thì khi nhìn về thân vỏ nó rất là căng. Quý anh chị có thể nhìn đây, đây ạ. Một màu đen rất đẹp luôn, một màu đen tuyệt vời, và form của chiếc xe còn nguyên các đường gân khe, chưa hề có hiện tượng gì về đâm xô tai nạn cả. Rất là mới, đèn lên na răng đỏ. Bây giờ ta sẽ quan sát lại phần nội thất ở phía bên này. Đây quý anh chị nhìn thấy khớp khuy cánh cửa còn rất là sáng. Chiếc xe này sản xuất năm 2015. Đấy, quý anh chị nhìn lại về phần nội thất một lần nữa nhé. Đấy. Thì chiếc xe này là chiếc xe bản limo nhưng đã được độ full đồ, khóa cửa tự động, khóa kính, cửa đã là lên xuống auto rồi, 4 kính điện. Và sau đó có một số những option nữa như là gương kính chỉnh điện này ạ, đã có gương kính chỉnh điện rồi quý anh chị nhé. Đấy, vậy nên là nó không khác gì cái bản E đâu. Nó chỉ khác đấy là động máy ở đây thì nó chỉ có 1.3 thôi, còn này bản 1.5 là bản E thì nó là máy 1.5. quý chị nhìn thấy là nội thất có căng không ạ? Đấy, nội thất quá đẹp luôn, một nội thất quá đẹp luôn, bởi vì chiếc xe này được dọn khá là kỹ, có gương kính chỉnh điện tích hợp vô lăng rồi. Đây quý chị nhìn này, không hề thiếu một cái gì cả. Còn lại cái đèn pha của chiếc xe sau quá trình 5 năm sử dụng thì còn rất là sáng chóa, rất là mới đấy ạ. Có cả trang trí đèn gầm rồi, đèn pha, đèn gầm rồi. Đây ạ. Đây quý chị có thể nhìn, rất mới đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ đi vào cái phần động cơ của chiếc xe. Phần động cơ của chiếc xe thì bên em cam kết là máy zin quý anh chị nhé. Máy zin. Đấy. Máy rất là zin và rất là sáng, quý anh chị có thể nhìn quan sát được. Chiếc máy này còn rất sáng. Tất cả phần khung xương của chiếc xe là cam kết với quý anh chị là còn nguyên bản 100%. Và thứ hai, về phần máy móc chưa từng bị sửa chữa. Chiếc máy này còn rất mới, còn rất nguyên bản, chưa từng bị sửa chữa. Đấy, ta có thể quan sát kỹ hơn về cái phần máy của chiếc xe này.
Dòng Vios này thì nổi tiếng về cái độ bền của động cơ cũng như là phần tiết kiệm nhiên liệu. Quý chị sẽ hoàn toàn yên tâm sử dụng cái dòng này. 20 năm đã lên form mới rồi. Đây là một cái form được đánh giá rất là cao ở trên thị trường và được người dân rất là ưa chuộng. Vậy thì quý anh chị yêu dòng Toyota Vios và chỉ có tầm tiền hơn 300 triệu. Cụ thể chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 325 triệu đồng. Đời 2015 bản limo máy 1.3. Vậy thì quý anh chị chỉ cần bỏ ra 325 triệu đồng thôi, quý anh chị sẽ sở hữu chiếc xe này. Đây là một chiếc xe biển tư nhân Hà Nội rồi quý chị nhé. Vậy thì nếu quý chị có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy điện thoại cho bên em để có thể sở hữu nó. Xin chào tạm biệt.